khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hai xin các bạn quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft, nhưng mà chúng ta sở hữu những món đồ siêu siêu VIP và đồng hành cùng với mình đó là bốn thanh niên. Chào mọi người đi nào, bốn thanh niên ơi. Đâu rồi, đâu rồi? Chào mọi người. Đó thì ngày hôm nay bọn mình lại ở trong một ngôi làng mới các bạn ơi. Thì hôm qua bọn mình làm việc tốt quá, đâm ra là vẫn bị đuổi các bạn, chả hiểu kiểu gì. Đấy thì ngày hôm nay là có mặt ở trong ngôi làng mới để chuẩn bị chế tạo một cái món đồ VIP các bạn ơi, một món đồ ăn. À không, cái này gọi là đồ uống các bạn. À không, cái này nói chung là cả ăn cả uống, tại khá là như thế. Rồi ok thì chúng ta đi đi mai, à quên mất, đi sinh tồn trước đi nhỉ. Đấy ngày hôm nay thật là cái gỗ này xấu quá các bạn, đi ra đây chặt gỗ hình ngôi nhà chắc đã. Ui, các bạn có thấy rằng bên trái của mình đang thấy cục sắt, thực ra là hai cục sắt đang di chuyển kìa mọi người. Wow, nát luôn. Được nát luôn. Ui, rồi nha, để mình chặt cái cây gỗ này đã, sau đó chúng ta sẽ đào cái cục sắt kia bạn ơi. Ơ cục sắt đánh banh kìa. Ơi trời. Cái gì? Sắt đất bạn. Trời ơi. Sắt là sao biết đánh banh? Ui giời, thanh niên nào cho luôn cái gì vậy? Thế mà cũng bảo sớm giờ người ta còn đỡ phải đi mai, à quên mất, đỡ phải chặt chặt gỗ hình ngôi nhà. Đây. Ui trời, được luôn bốn sắt luôn bạn. Xin cục vậy. Nữa, một cục nữa. Đây. Ok bạn ơi. Đấy, để mình gọi là cần sắt ngày hôm nay là chế tạo cái món đồ này phải cần khá là nhiều sắt các bạn ơi. Ủa chín luôn à? Ui, đủ luôn các bạn ơi, không cần nữa. Ui rồi. Ok, hình như là vừa nãy Núp thấy bên kia là còn một anh này, à quên một cục sắt nữa. Gì đây? À cho xin đi bánh mì coi. Đây, để mình làm cái bàn chế tạo đã. Đó. Trước tiên là chúng ta đặt bàn chế tạo đây. Ủa anh này biết leo lên mái nhà luôn. Đâu? Ok à? Sao cục sắt lại biết di chuyển lên mái nhà? Ok à? Ôi đây. Không phải đâu, anh ấy buồn đấy, anh ấy biết rằng sắp bị đào nên đi tự sát. Anh ơi xuống đi. Anh ơi, anh ơi, thành tinh rồi. Xuống đây. Anh xuống. Ôi ôi, anh lại xuống rồi. Đúng rồi. Nó không đào đâu. Thôi đào đi bạn đừng. Dạ, sao chứ đâu đào em. Đào rồi, đào rồi. Có sắt luôn đúng không? Vào đây, vào đây. Hả? Cái gì đấy? Một trong này này. Ui, có sắt luôn hả? Đây đây. Có sắt luôn này. À, hóa ra là ui táo này. Ui giời, có sắt quá trời, cũng sắt luôn này rồi. Đó thì dạ, hôm nay là bọn mình chuẩn bị, nói chung là chuẩn bị đồ để chuẩn bị chế tạo cái món đồ ăn, đồ uống này. Mình nghĩ rằng là chắc là rất là nhiều bạn trời ơi, thèm cái món này lắm các bạn. Mình định nói được mà nước miếng thì chảy ghê quá, nên đâm ra phải nuốt các bạn này. Đấy thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ chế tạo cái cốc trà sữa VIP nhất ở trong Minecraft. Đấy, ui giời, lâu chứ lâu lắm quá. Uống trà sữa rồi. Thèm quá các bạn ơi, biết không nào. Ai đây. Đây, chưa được uống phải không? Mấy tháng nay chưa được uống rồi, để Núp chế tạo ra. Đấy thì để chế tạo được cốc trà sữa chúng ta cần 3 cái xô các bạn. Uống uống bằng xô. Trời ơi. Chứ ai uống bằng cốc bao giờ không? Ui, ở đây ạ. Táo rồi. Mình biết thừa là mấy cái nhà dân làng này chắc chắn là sẽ có táo, bởi vì mấy bác hay dự trữ lắm. Ồ, hai quả táo nữa này. Sao từ nãy giờ Núp chưa thấy bác người dân nào nhỉ? Ơ kìa. Ờ, đây đây bên này đây này. Ờ ha, Núp không thấy ai luôn đi. Đây này. À, hay là người ta biết mình đến trốn ở trên núi đi tìm à? Trời ơi, từ ai để Núp chế tạo cốc trà sữa. Có bác thợ rèn đây là gì nữa? Đây. Đâu ra đây? Ui, sổ ơi. Hơi vô lý nhưng mà hết sức thuyết phục các bạn. Lấy gì ra, lấy gì ra? Đấy, cái cốc trà sữa, đây là hộp trà sữa hay là cốc trà sữa? Thôi các bạn. Ơi, cho em xin một cái trà sữa luôn. Đây là trà sữa phiên bản Minecraft các bạn ơi. Trà sữa phiên bản Núp. Ui giời, trà sữa được bao bọc bằng đất các bạn. Bên trong là chắc là cũng có sữa với trà. Đấy, à quên mất. Có sữa với trà trân châu. Đấy. Nào. Để Núp uống trước đó, có đốc để Núp uống trước ạ. Úi giời, úi ôi. Ồ, cái gì này? Cái gì này? Chân châu này, chân châu. Chân châu à? Ồ, chân châu. Chân châu à? Ui, chân châu đen này. Úi giời ơi, may mà chân bò ra đây. Ui, chân châu. Ok nha. Cái gì đấy? Đấy là chân châu. Nó lỗ à? Nó lỗ kìa, một lỗ luôn. Chân châu để ăn mà sao lại nổ? Ây à. Chết dở rồi, chân châu bình thường ăn ngon lắm mà sao nổ cái này là hỏng rồi. Úi giời. Ui, lỗ một lỗ luôn đúng không? Chân châu để đi mai à? Đẳng cấp ơi. Ui, đẳng. Từ để Núp ăn cho nhặt nhiều chân châu một xíu bạn ơi. Ui. Rồi, thế thì đơn giản các bạn, đi mai dễ rồi. Đây. Ui, tự động nung luôn. Tự động nung luôn hả? Xin đây. Đấy, mọi người ai chưa có hạt chân châu lên đây núp cho này. Đấy. Xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi mai các bạn ơi. Ui sợ đơn giản lắm bạn. Tưởng gì khó. Hạt có chân châu đẳng cấp thế nhỉ? Đấy. Ui, Núp lấy tầm mấy sờ tách là được các bạn. Đây. Ôi okay. Rồi rơi xuống lava rồi. Rồi xong. Hay quá, hay quá. Trời ơi, chân châu nướng luôn bạn. Châu từ thôi. Đây. Trời ơi. Ok các bạn ơi. Thì để nâng cấp lên cái gọi là hộp cốc trà sữa, hộp trà sữa tiếp theo thì chúng ta cần
8 block kim cương, mọi người chia nhau ra kiếm kim cương ấy. Đúng, cũng đi kiếm lại. Ôi trời ơi, yên tâm bạn. 8 block kim cương. Mày nhìn đi ra. À con này, mày nhìn đi. Như nào? Mày nhìn. Ăn chân trâu cho nó, ăn chân trâu đi lúc. Không, nó không ăn đâu. Nó không ăn đâu. À, nó đứng. Đấy. Tưởng chim bi cũng hết ăn chân trâu chứ. Ôi giời. Ôi chia nhau ra, đừng đi gần nhau. Trời ơi, đi gần nhau từ. Đây rồi. Sao quá các bạn. Trời ơi, trời. Nãy giờ sao chưa, tôi chưa thấy viên kim cương của ta. Kìa. Kỳ lạ thật. Wow. Đây, đi qua bên này thể đang sẽ có bạn ơi. Đây. Nó lủng bét rock ấy nha. À, lủng bét rock ấy, lúc vừa ném quả hạt chân châu lủng luôn bét rock các bạn được ghê không? Ôi ôi. Đâu gì ghê vậy? À, chân châu cứng thế này, thế mà mọi lần mình có ăn được các bạn, cấp thật. Đúng thật đấy. À đây ơi, kim cương vừa nói xong kim cương đây luôn bạn. Đấy, 7 viên luôn. Ui giời ơi, thực ra là 8 các bạn. Ui. 8 viên kim cương một chỗ luôn à? Ui xin ơi. Đẳng cấp đỉnh cao. Bye bye ông đấy. Xem đây. Ui dồi. Ok á. Không có đủ không? Ờ nó không các bạn. Rồi ok, chắc là chúng ta sẽ dùng một hạt một thôi bạn ơi. Nhiều quá nó gọi là ùn tắc, nó không thể nào mà thi triển được. Thi triển nhẫn thuật. Thi triển võ công đến từ chân châu các bạn. Chân châu võ công. Đấy là mình kiếm được, mọi người kiếm được kim cương nào chưa? Kim cương em nó có gì được 21 tiền rồi. Cái này hên đấy. Trời ơi sao mình kiếm mãi mới được cái 8 viên nữa kìa. Ôi em nhân phẩm mình 13 viên. Thuộc dạng thừa mà. À đây rồi, vừa nói xong bạn. Đấy, chưa gì đã được mấy mấy viên ngay. Mình đào xuyên một cái hầm mỏ bỏ hoang luôn. Dữ ta. Nhưng nắt đấy. Chạy. Chạy qua các bạn. Đúng rồi, em mất chân châu rồi. Chân châu à? Ôi giời, hơi hết rồi, nhịn đấy. Lúc cũng còn đâu đó khoảng ấy thôi. Em xin miếng. Thôi, nhịn đi. Nay cho đỡ buồn miệng. Thôi. Kìa có chân châu đen rồi, nút lượng to đụng luôn kìa. Đó. Cái quả chân châu đen gọi là siêu to khổng lồ ấy là không ăn được nha. Ăn cái đấy là đen mồm luôn đấy. Ôi giời. Thải luôn chứ, không thấy kim cương nào bạn. Không thấy kim cương nào. Cày đấy nhở. Mới tôi tính ra tôi mới được một block. Em được 16 rồi. Đâu vừa đây khác. Vừa đây nè, anh lấy may mắn 18 đi 18 à. Kìa kìa sao lưng kìa. Sao đâu? Núp đi vậy. Ok rồi, đó rồi. Đáng. Ui. Thế chúng ta cũng được 3 block rồi. Tính ra thiếu. Ui kim cương đã. Ôi đây. Con núp 18. Ôi chúng ta 3 rồi. Con núp 18 à. Cái nền đúng mà còn cái nền sự. Cái nền luôn. Ui 40 rồi. Cái gì phải từ thôi. Thà chứ. Phí tê. Ở đây không sao các bạn. Trời ơi, thực ra là mình giả vờ mình thả con săn sắt bắt con cá rô thôi. Đấy, đây. Thả luôn chứ sao mấy thanh niên này nhảy qua đây phát được nhân phẩm tăng này lên nhiều thế nhở? Pixel vừa qua đấy, đằng sau này. Ui, sao rồi? Ok. Từ từ. Kim cương dưới chân nút kìa. À, ok, thanh niên nào chết quéo nhặt luôn rồi. Em đây, nè coi. À nhá, cẩn thận nè. Lủng lỗ nữa là đi luôn kim cương ấy. Ui giời. 6, 7, ok, này nút đào nút mấy xíu nữa thì là nút sẽ đủ ạ. Còn Zeno nữa mà. Đấy, Zeno nhiều á. Ây kìa. Đấy, Zeno 3 block rồi. Ok, bắn làm. Không phải luôn bạn đấy. Các bạn thấy khủng tôi không? À, mấy thanh niên này thấy tôi cầm nhiều kim cương quá, định có ý đồ gọi là ám hại đấy các bạn. Thôi, đào. Ý đồ tốt. Đào, không tốt. Đào kim cương đâu nhỉ? Cho xin ít coi. Đào. Kìa, sao lại vứt. Sao đây, rồi? Đài để chiến ta, ui, thôi, 8 block là đủ rồi các bạn, quyền mất cần nhiều, thôi, nó đủ rồi, cho Zeno nha. Ui, nè, đây, chúng ta được gọi là chân châu, ui, phiên bản Minecraft nâng cấp của Paro đấy, trời ơi, là bằng kim cương các bạn thấy không? Ơi. Trời ơi, uống vào cái này nè. Ui, cái gì đấy? Có nước gì kìa? Được rồi. Em được hướng cái này. Ui. Này, mọi người há mồm ra để núp bón chân châu mồm ra. À, khuyên mất trà sữa nào há mồm ra. Ôi xời. Ui rồi. Mà đâu ai bón hộp núp này. Ai bón hộp núp này. Cho uống này, cho xin miếng này. Nào. Ôi, ô. Ok. Đây, bón. Hết luôn rồi. Bón đi. Được chưa? Đâu, chưa được. Đâu. Đấy, ui xời. Có 5 giây thôi. Chỉ có 5 giây này. Nhanh lắm. Ui. Ui, hãy mồm, đây, dùng tay là có khả năng ấy này. Ui, thế rồi. Ừ, đấm bình tĩnh đây. Ui, bình tĩnh đây. Ui, rồi.
Bấm cho em đi, bấm cho em đi. Nhanh đi ra. Ui dồi ôi, em xin xin qua đây. À, quả trà sữa pro khác bạn ơi, uống vào một cái rồi. Ừ, cả, đâu, đến đâu. Rồi, ok, ok, để lúc, để lúc. Nhờn chúng tôi, bạn nhờn với chúng tôi là... Ui dồi ôi, đào đi, hãy đào khi còn sức mạnh của trà sữa. Bón tiếp, bón tiếp. Bón tiếp, bón. Bón, bón. Đào, đào, hám mồm, hám mồm. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Hết rồi, hám mồm. Bón mồm mồm. Như kiểu oxin này, trời ơi, hết đi bón. Thế gì? Đây nó không được uống các bạn ơi, thôi để lúc mang cái trọng trách cao cả. Em đi thôi, bón chứ uống nhiều béo làm gì đâu. Ấy bón. Mới. Ok nha. Ui. Mới. Nó tự bón cho nó được này. À được hả? Mới cho xin miếng. Rồi ok. Ui. Để nâng cấp lên cái trà sữa tiếp theo chúng ta cần. Cần phải mối đủ lắm rồi không? Đủ lắm rồi. Dư rồi. Đâu? Mang cho núp à? Mang cho núp quả gọi là bình trà sữa siêu to khổng lồ ai? Chết giờ rồi. Ai lên trên kia kéo núp lên trên cho dễ chịu đi ở dưới này. Đây, tự nha mình chế tạo luôn. Đấy. Đây, thì để nâng cấp lên cái tiếp theo là chúng ta sẽ phải cần đến này. Ok nha. Netherite này. Bây giờ là chúng ta chế tạo lại. À đâu quên mất. Ừ, Netherite là được, quên mất lại định chế tạo cái gì. Rồi. Ui, trà sữa hacker. Oh my god. Game. Ôi. Trời ơi, làm bằng Netherite đâu bạn ơi. Ui, hộp này hộp siêu chắc luôn ạ. Ui, nó uống. Ui. Ôi, sao nhìn chan bàn ấy này. Lại là trà sữa chân châu ôi. Đen à. Ui, chen hết luôn nè. Ui, nhìn chan hết này. Ủa. Nè, quá trời ơi, chen luôn. Ui. Luôn. Ủa, thế là mọi lúc uống là mọi người được hưởng à? Ui, một người uống mà cả nhà vui à? Ui. Xin ơi. Luôn. Đâu, đứng gần đi, ui, in chan luôn cả cái ấy luôn cả. Phải phanh cầm cái cục này, phanh đập chết đấy luôn này. Ui, ngon. Đâu, này. Đâu, ui. Thứ nhất, từ, đã, để núp, đấy, để núp chế tạo cái, đâu nhờ. Ờ, chế tạo set đồ ấy đi, set đồ kim cương đã. Đấy, để nâng cấp lên. Úi dồi ôi, nâng cấp luôn các bạn ơi, tội gì nhờ. Tụi gì các bạn? Đấy. Ui giời, mọi người nâng cấp đi, tiện thể nâng cấp đi. Rồi bạn nâng cấp rồi. À đây. Ok. Để lúc nâng cấp luôn lên Netherite xong rồi thử xem là sự lợi hại của cái trà sữa hacker như thế nào các bạn. Trời, uống trà sữa lại một người khỏe cả nhà vui thế này thì giờ tôi có đầu VIP này, tội gì mà không uống các bạn. Tội gì mà à thôi chế tạo díu đi, díu xịn luôn, díu. Đấy. Ok nha, bây giờ chúng ta sẽ đúng rồi. Cái gì ấy? Lại cái gì ấy? Ok bạn. Trà sữa nè, nó uống không nè? Cái gì ấy? Uống đi đâu? Nó xin nhìn đâu đâu. Uống đi nè. Ê, chế tạo thôi chứ. Này em đốt vô uống nè. Uống chưa? Bón cho nhau uống đi. Đã chưa? Đã chưa? Ờ được rồi. Này, ai uống, vay uống cái trà sữa ấy hacker để núp xem sự lợi hại nó thả nó chứ. Ôi đứng gần, đứng gần là đứng in chat luôn bạn ơi. Uống càng nhiều hình như là mình càng được hưởng lại. Ui, trời ơi, được cái này trả luôn chứ. À, giá mà bên ngoài đời uống cũng được vui vẻ này. Một người uống mà mình không cần uống mà không bị béo mà cũng được vui thế này thì trời ơi, ui, đều quá. In chat này cứ 10 level 1 bạn gấp đôi lên. Ui, 20 sau đó đến chắc là đến 40 à. Uống tiếp đấy, trời ơi. Uống đấy, uống rượu vào cho banh. Quay qua là uống, ui dồi, 30, cứ 10 level 1 quá ạ. Wow, xin tất sư quá. Ui dồi, ôi được của nó bạn, 10 điểm, nó sự chất lượng. Rồi, bây giờ núp đứng đây nha, Vanh cứ uống này để núp chế tạo cái trà sữa tiếp theo. Đấy, thì chúng ta cần vẫn cần là 3 cái xô bạn. À không, thực ra lần này cần 6 cái xô, ui dồi. Uống này, uống đi. 7 xô luôn bạn này. Đấy, chúng ta chế tạo một cái trà sữa núp này. Bấm. Tiếp tục là, ui chết tở thôi. Đúng nha, đây vanh đi ra đây để núp lấy ít táo qua. Sợ rồi. Từ từ thôi. À đây, để núp chặt cây rồi cho rơi táo các bạn đây. À, cho nhỏ này uống nè. Cái gì vậy? Nhóc chân lan, lại uống nè. Đứng cho nhóc uống, trời nghiện trà sữa là hỏng đấy các bạn, nghiện trà sữa là hỏng đấy. Trời ơi, là hỏng hết một thế hệ đấy. Mình nghiện trà sữa là đã đủ lắm rồi các bạn ơi. Trời ơi. Ê mọi người chia nhau đi tìm táo đi, còn vanh uống trà sữa gần núp thì núp để núp. Nó nâng cấp độ. Em quả táo thì chen full luôn. Ui dồi ôi. Quả táo kìa. Nút cũng quả táo nhìn chan quá trời này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đấy, phải cần đến nút cần thêm tầm 4 quả táo nữa đấy. Ok. Thế thì cần 3 quả táo nữa. Thực ra là chúng ta để chế tạo lại
nâng cấp lên cái gót thì chúng ta phải cần 3 bình trà sữa bạn. 1 hour later. Khổ quá các bạn ơi. Đấy, ok các bạn ơi. Để mình nâng cấp lên. Đấy. Ui giời, đồ VIP thì đã khó rồi. Giờ là ui trà sữa gót à. Ui sổ ơi. Trà sữa cầu vồng luôn các bạn ơi. À, uống chắc ngon lắm bạn ơi. Ngon ngon. À, uống rồi bạn. Cho ăn một bình á. Ui. Ăn chung em đi. Cháy đi, cháy đi. Ui trời ơi. Nguyên rồi là bình trà sữa luôn. Ui. Rồi luôn. Rồi, vỡ luôn rồi. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Ui giời, đồ VIP, đồ VIP, đồ VIP, đồ VIP, đồ VIP, đồ VIP táo vàng quá trời kìa. Cung kìa, cung kìa, cung kìa. Ui giời, ngon. Bơi trong trà sữa luôn. Ui xin luôn. Ui mà trà sữa này xong màu nước kìa vậy? Lộn lộn. Trời ơi, trà sữa phiên bản Minecraft nó phải thế chứ ba. Rồi, tính ra chúng ta là những hạt trân châu đấy mọi người. Hạt trân châu à? Ê, ăn em đi. Có hạt trân châu đi. Nên tí nữa tới nha để mình vứt bớt rồi. Đâu đây, đây là hộp trà sữa dành cho người khổng lồ mà. Tấm đồ quá táo. Vứt đốt. Ok. Không đó táo dạng tường mà anh chen thôi gì đâu. Vứt đốt các bạn, vứt đốt. Mọi người nhớ nhặt cái mắt em nha. Vứt đốt em nhặt nhiều lắm. Vứt đốt này. Vứt đốt cái này. Không cần vàng, không cần netherite. Rồi, ok, đi ra đây để núp uống trà sữa gót cho được hưởng này. Uống à? Ui trời ơi, đâu rồi. Ui trời ơi, trời ơi, tránh ra. Ui xin ngay các bạn. Có chừng lỗ đầu, có chừng lỗ đầu. Lỗ đầu, vỡ đầu. Ui trời, lập đây các người anh em. Ui trời ơi, quá trời các bạn ơi. Ừ, cho bác dân vàng nữa, trời ơi. Cái chúng ta cần đó là ủa? Cái cánh cổng Netherite và cái mắt. Mắt đen các bạn. À quên mất cánh cổng đờ en nữa, Netherite. Ui giời, có 4 cái mắt en luôn này. Đâu? Em đi sao rồi? Ủa mở đâu vậy? Mở đâu vậy? Đâu, không thấy. Where are you? Đây, chỗ này, đây, trời ơi. Thế nên, đây. Thế nên tận đâu? À đây, trời ơi. Xả thế. Rồi ok, thôi đi qua các bạn ạ. Ui dồi ôi, có cúp xịn khác các bạn đảo nhanh tê. Rồi chúng ta sẽ lên tẩn rồng với bạn. Ui dồi ôi này. Em sẽ tiếp tục cho mọi người khác nước thì kêu em. Rồng với chúng tôi à? Ai, mọi người tập trung tẩn con rồng này đây. Cái này thì không có power các bạn ạ. Power mình nghĩ là mấy. Hoặc là có mà nó dài quá mình không thấy bạn. Ui dồi. Đâu. Con rồng đâu rồi? Này lên. Mạnh ngon. Mạnh ở đây vào 50. Mạnh lên vào 50. Ui dồi. Rồi, lúc thử bắn con rồng em nó kịp hồi máu các bạn nhé. Đứng lại, đứng lại. Mày đứng lại coi. Mày đứng lại, ui dồi. Bắn một cái mất 10%, à đâu quên mất, thực ra là tầm 5% các bạn. Hay thế nhỉ, nó cứ bay lên trên kia các bạn. Lão. Lão chúng tôi à? À thôi trà sữa đây. Phụ nhau mà bắn. Ôi, mà bắn mấy cái kia. Ôi trà sữa. Biết đó trà sữa đây núp ơi. Ôi, ui sổ ơi, núp bắn. Ui, không rồi, hết rồi. Wow. Hết rồi. Ây xuống dạ, đây. Chết đi. Con nhận này, đúng xuống rồi. Đây. Đúng rồi, cần em bón không, Lúc? Cái gì? Bón không, cho mạnh hơn. Thôi, bón này. À, đúng rồi, đây, bón cái này là. Để bón cái này vô, đấy. Ờ, bón đấy vô sức mạnh luôn à. Ừ, đúng rồi, có sức mạnh mà. Rồi. Không, nhưng mà sức mạnh này nó không có tác dụng vào cung. Ồ, vậy à, vậy thôi, khỏi bón. Bón gì đâu. Lao với chúng tôi. Lao với chúng tôi, xuống đây. Ờ kìa. Nó không xuống các bạn ạ. Rồng lì thật. Mày lì mấy anh. À đây rồi, không sao các bạn ơi, bắn mấy cái nó ngoéo mà. Nó không xuống thì nó cũng đi bụi mà. Ui trời. Đứng lại coi. À, ai đừng ai bón sức cho trà sữa cho rồng à. Đừng nhá, đừng bậy nha. À, đi luôn á. Ơi bón trà sữa này để núp gõ vào cái. Đâu, bón trà sữa này. Ok thôi. Nhận. Ok á. Thôi. Thằng lúc bay đi đâu rồi. Nó hất một cái lúc bay rồi. Bón trà sữa đây. Bón rồi đó, Này, xéo, bón rồi. Trời ơi, đi ngay. Rồi, lỗng cái này rồi. Bón cho lúc này. Sao lại bón anh, bố anh của em. Rồi, đồ ấy. Đây, đi nạc. Đi nạc luôn. Ui, tản luôn. Ui, tản được. Lúc. Trà sữa tới đây. Rồi, bón trà sữa này. Phải bón trà sữa mới tản được. Chứ không là không tản được đâu. Ui ôi. Trà sữa nè. Nhưng mà bón cẩn thận nhé. Vào bố anh của em rồi thôi, chúng ta đi luôn đấy. Nhờn. Ai bón trà sữa lại. Nhờn. À. Sức mạnh gõ. Ui giời, đấy được 50% rồi, bón tiếp đi. Đâu rồi, Bón cẩn thận nha. Tôi thấy bón vào bố anh Golem là không ổn. Dạ, tôi bón vào bố anh Golem thôi bạn ơi. Thì trâu lắm rồi, nơ. Đúng rồi, phải không? Không. Hết rồi. Kìa. Bón chứ. Có rồi mọi người ơi, có rồi. Đúng gần quá. Đấy, càng. Đâu, vay.
vay vay đứng ngoài vay vay rồi ok để đúp vô ạ ấy vô đâu ai đâu ai đâu ấy ở đâu ấy làm gì đi đâu hả bố anh của em trời ơi vay mới chạy đất đi bố anh của em ở đây ui giời ơi bố anh của em đi rồi ui giời ơi đấy nó phải gọi là nhịp nhàng bài bản như thế chứ không thì cứ bón cho bố anh của em mạnh lắm bạn ơi mà bọn mình không thể nào mà đánh bại đâu ủa con này sao nhảy cá tưng ở đây này ây da cha sửa đổ rồi cha ok thì có lẽ rằng clip ngày mai đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Đó thì ngày hôm nay là bọn mình đã gọi là chế tạo được những cái gọi là cốc trà sữa VIP nhất ở trong Minecraft rồi. Thì nếu anh em thích thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh của mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả mọi người trong nút team ấn đăng ký ủng hộ nha. Và đừng quên là comment những cái thử thách, những cái vật phẩm siêu VIP ở phía dưới và chắc chắn là mình sẽ làm. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Tiện đây thì mình sẽ thông báo cho bạn một tin, đó là sắp tới mình sẽ up thêm video ở trên trang Facebook của mình, đó là trang Facebook T-Gaming. Có nghĩa rằng một ngày mình sẽ sản xuất ra 3 video, 2 video mình up ở trên YouTube cũng như là một video ở trên Facebook. Thế nên là các bạn muốn xem video mới nhất của mình thì các bạn có thể lên Facebook tìm kiếm T-Gaming, sau đó ấn like cũng như ấn theo dõi kênh Facebook của mình. Hoặc là các bạn có thể truy cập đường link ở phía dưới phần mô tả cũng như là phần comment. Hiện tại là mình chỉ có một trang Facebook duy nhất, đó là T-Gaming này thôi. Hiện tại là trang đã đạt hơn 19.000 lượt like cũng như là hơn 22.000 lượt follow. Đó thì các bạn đừng quên truy cập vào ấn like cũng như là follow nha. Thì mình đăng video độc quyền duy nhất ở trên Facebook rồi. Thế nên là bạn nào muốn xem video thì các bạn có thể truy cập vào đây để xem nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.